mọi người đến đây. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cùng nhảy một điệu nhảy trên TikTok có tên là Tao Kính Ngực Fan 2K3 đấy. Ok, bây giờ thì chúng ta bắt đầu nhá. Về bài nhảy thì mình sẽ chia thành hai phần. Với phần thứ nhất thì đầu tiên thì mình sẽ nhảy demo trước nhá. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2K3 hai em tây 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8. Từ đầu tiên mình sẽ hướng dẫn cho các bạn động tác đầu tiên nhá. Hai chân mở rộng bằng vai, tay phải đặt lên ngực, hít ngực lên cho mình 6 lần, 1 2 lần, 4 lần tiếp theo thì sẽ nhanh hơn như thế này, và vào ngực cho mình, và mình cho mình 1 3 5 6 7 8 nhá. 5 6 7 8 1 3 5 6 7 8 như thế này, và sau đó này về thẳng người, tay ở ngực nhá, mở sang hai bên và sau đó xuống dưới hình thu từng ngón vào như thế này. Đồng thời khi tay làm thế thì mình đưa ngực lên, đẩy ngực lên nhảy, đẩy sau đó thu về. Tiếp theo chỉ dùng tay thôi này, mở số 2 2 gập vào 3 chậm 2K3. Ok, tiếp theo hai em tây các bạn sắn cho mình phần cổ tay vào nhá, quận cổ tay phải đưa lên phía trán và sau đó ra ngoài như này là xong. Lại này, đẩy ngược 6 lần nhanh hơn, 5 6 7 8, mở ngực sắn về 2 gập 3 lên trán và hất. Ok, tiếp theo động tác tiếp theo các bạn hất hai tay về ở phía ngực này mình 2 lần, hất xuống như này, và sau đó này tay trái thì đưa thẳng, tay phải thì để gần về gập về như này, và sau đó đi phần cổ tay phải lên như này đó, giống như khi các bạn bóc cái gì gà, bóc gà xe lên đủ 2 lần, và sau đó chỉ này hoặc xuống như này tay trái, và sau đó lượn qua phải, lượn qua trái. Ok, còn về phía người về phía chân, đầu tiên các bạn tập kia mình này nhé, đổ người qua phía bên phải, sau đó nhấc chân trái lên, đưa thêm hông lên, và sau đó nhấc lên khỏi mặt đất thì đưa cái mông xuống, lại tương tự bên trái, đổ về bên trái, nhấc lên, nhấc chân thì đẩy hông về lại nhá. Phải này, nhấc thả trái, nhấc thả nối vào nhá, phải nhấc thả xuống, trái nhấc thả xuống. Rồi bây giờ này các bạn chú ý là đổ phần hông này thôi, không cần phải đổ người quá nhiều, đi hông thả xuống, hông thả như thế này. Rồi tiếp theo các bạn tiết chế lại cái phần đưa đầu gối, chỉ cần nhấc nhẹ, thả nhẹ đấy thôi, không nhấc cao. Lại nha, 5, 6, 7 đi phải, nhấc, thả, nhấc, tiếp, tiếp. Rồi bây giờ kết hợp cái tay xem như sau. Khi tay vuốt phẩy ở ngực 2 lần, thì các bạn đưa hông qua phía bên phải. Lại nhá, đi này, và xuống, và xuống. Rồi tiếp theo khi đây 2 lần tay đi ra 2 lần như thế này, thì hông cũng nặng bắt đầu từ bên phải, và bên phải, và trái. Tiếp theo cái này xong gì nhỉ, gì xong rồi chỉ bên trái thì cũng lại tương tự hông như thế, thì phải trái, và sau đó bắt lượn cũng như vậy. Lại nhá, cái là tay mình hông này, 5 6 7 8 vuốt phải trái lên chỉ phải chỉ trái lượn phải trái. Ok, sau khi làm xong hai phần lượn này thì bạn sẽ đến làm cái động tác nhìn như tôi không ạ, nhìn là đánh trán, và sau đó thì vuốt qua miệng như thế này để chuẩn bị đếm tiền. Ok, bây giờ thì mình sẽ vào đếm cho các bạn phần thứ nhất,
6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, nhanh hơn nhá. 5, 6, 7, 8. Tôi ra 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, K, 3, 2, em Tây. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi, tiếp theo để đến lần thứ 2 thì trước đây mình cũng sẽ nhảy đi bố nhá. 7, 8, 1, 2, 3 và 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi bây giờ thì đến chi tiết động tác nhé. Động tác trước bạn nhìn xong này, sau đó quẹt cho qua miệng để chuẩn bị đếm tiền. Thì đếm tiền nhà thứ nhất là tay trái của người để mở từ dưới này mình, tay phải thì đây là tay đếm tiền, đây đếm tiền đây. Ok, tiếp theo VTV Hà Tây được chưa? Như vậy đưa cho mình đây hai tay số 2 như này nhá. Tay trái các bạn đẩy lên trước, tay phải thì đưa về miệng như này. Sau đó đổi cho mình 3 lần. Tiếp theo đưa cho mình cái lòng bàn tay xuống này, mắc chữ X, đưa lên, mở ra ngoài và sau đó thì thả xuống giống như mình cầm gọi là cái gì của xe đạp này, nên cầm để lái. Tiếp theo lái xe sang phải và lái xe bên trái. Không thì các bạn làm như cho mình cái phần vai này giống nhỉ, đây vai bình thường chưa, đổ cho mình vai phải xuống và sau đó đổ người sang, tương tự vai trái xuống và đổ người sang lại nhá. Vai này đổ người, vai đổ, được chưa? Lái qua phải, lái qua trái. Ok, và sau đó thì một chỉ thì các bạn chỉ cho mình ngón út ra một chỉ, và sau đó là mình mua cả cây nữa thì đưa lên cả cái phần tay này lên. Sau đó 3 giờ sáng các bạn để cho mình giống như thế này và lướt qua phần mũi ở phần dưới nhá, lướt qua này. Rồi chân trái đệm lên xuống, đổ chân phải lên, tay trái thì lướt sang ngang như này là xong, được chưa? Sau đó hai tay đặt xuống dưới đúng không? Và nhìn kỹ cho mình cái hông nhé, đánh phần hông phải lên hai lần, rồi chỉ là khác điểm chân thôi, đánh hông phải lên hai lần, được chưa? Và sau đó thì 5 lít thì thu từng ngón vào một tháng. Sau đó là căng thì các bạn đây dùng một cái nhá, lướt qua cổ xong. Bây giờ thì mình sẽ vào mình cho bạn chậm nhá. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 và 4, 5, 6, 7. Hết. Nhanh nhá. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 và 4. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hết. Rồi ok, chốt thì bây giờ mình sẽ đến từ đời cuối cho bạn nhá. Khi bạn mình sẽ trả lời vào đấy. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, K, 3, 2, em Tây. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 và 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
6, 7. Ép. Rồi như vậy là mình vừa hướng dẫn mọi người xong bài tao ký ngữ fan 23 hai tây đó. Thì rất mong là mọi người sẽ học thật là nhanh và có một clip đang TikTok nhé. Cảm ơn mọi người đã xem hết video và mọi người hãy like và đăng ký kênh của mình nha.